tuyển tập bài đọc diễn cảm về lời Đức Chúa Trời toàn năng. Chính Đức Chúa Trời, đấng độc nhất. 5. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. 2. Hỡi các anh chị em, hôm nay chúng ta hãy hát một bài thánh ca. Hãy tìm một bài các ngươi yêu thích và thường xuyên hát. Chúng con muốn hát một bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời, tình yêu thuần khiết không tì vết. Love is a pure emotion, pure without a blemish. Use your heart, use your heart to love and feel and care. Love doesn't set conditions or barriers or distance. Use your heart, use your heart to love and feel and care. If you love, you don't deceive. Grumble, turn your back. Look to get something in return. If you love, you'd sacrifice. Accept hardship and be one with God in harmony. In love there's no suspicion, no cunning, no deceit. Use your heart, use your heart to love and feel and care. In love there is no distance, and nothing that's not pure. Use your heart, use your heart to love and feel and care. If you love, you don't deceive. Grumble, turn your back. Look to get something in return. If you love, you'd sacrifice. Accept hardship and be one with God in harmony. You would give your family youth and future you may see. Give your marriage up for God. You would give your all for Him. You would give your family youth and future you may see. Give your marriage up for God. You deceit, betrayal of God. Love is a pure emotion, pure without a blemish. Use your heart, use your heart to love and feel and care. Love doesn't set conditions or barriers or distance. Use your heart, use your heart to love and feel and care.
bài thánh ca này là một chọn lựa hay. Các ngươi đều thích hát bài này chứ? Vâng. Các ngươi cảm thấy thế nào sau khi hát bài này? Các ngươi có thể cảm nhận được loại tình yêu này trong chính các ngươi không? Chưa. Những ca từ nào trong bài này cảm động ngươi sâu sắc nhất? Trong tình yêu không có điều kiện, không có rào cản và không có khoảng cách. Trong tình yêu không có sự nghi ngờ, không có sự lừa dối, không có sự đổi chác và không có sự xảo quyệt. Trong tình yêu không có sự chọn lựa và không có gì không thuần khiết. Nhưng trong chính mình, con vẫn thấy nhiều điều không thuần khiết và nhiều phần trong con cố thương lượng với Đức Chúa Trời. Con thực sự chưa đạt được loại tình yêu thuần khiết và không tì vết. Nếu người chưa đạt được tình yêu thuần khiết và không tì vết, thì mức độ tình yêu của ngươi đến đâu? Con chỉ đang ở trong giai đoạn mà con sẵn sàng tìm kiếm, mà con đang khao khát. Dựa trên vóc dạc của chính mình và nói từ kinh nghiệm của chính mình, thì ngươi đã đạt được cấp độ nào? Ngươi có lừa dối, ngươi có phàn nàn không? Có. Ngươi có những đòi hỏi trong lòng mình không? Có điều gì ngươi muốn và ao ước có được từ Đức Chúa Trời không? Có. Còn có những điều ô uế này bên trong. Trong tình cảnh nào chúng xuất hiện? Khi tình huống mà Đức Chúa Trời đã xếp đặt cho con không phù hợp với các quan niệm của con, hoặc khi những mong muốn của con không được đáp ứng. Trong những lúc như thế, con sẽ tỏ lộ loại tâm tính bại hoại này. Các anh chị em là những người đến từ Đài Loan. Các ngươi cũng thường hát bài thánh ca này phải không? Các ngươi có thể nói một chút xem mình hiểu thế nào về tình yêu thuần khiết không tì vết không? Tại sao Đức Chúa Trời định nghĩa tình yêu theo cách này? Con rất thích bài thánh ca này bởi vì từ đó con có thể thấy rằng tình yêu này là một tình yêu trọn vẹn. Tuy nhiên, con vẫn còn một chặng đường dài để đi mới đạt được tiêu chuẩn đó, và con vẫn còn rất xa mới đạt được tình yêu thực sự. Có một vài điều mà ở đó con đã có thể đạt được sự tiến bộ và hợp tác qua sức mạnh lời Đức Chúa Trời ban cho con và qua lời cầu nguyện. Tuy nhiên, khi đối diện với những thử luyện hoặc sự phơi bày nhất định, con lại cảm thấy mình không có tương lai hay vận mệnh gì và mình không có mục đích đến. Trong những lúc như thế, con cảm thấy rất yếu đuối và chuyện này thường khiến con lo lắng. Khi nói tương lai và vận mệnh, thì rốt cuộc ngươi đang đề cập đến điều gì? Có điều gì cụ thể mà ngươi đang đề cập đến không? Nó có phải là một hình ảnh hoặc điều gì đó ngươi đã tưởng tượng ra, hay tương lai và vận mệnh của ngươi là một thứ mà ngươi có thể thực sự nhìn thấy? Nó có phải là một thực thể không? Ta muốn mỗi một người các ngươi nghĩ về điều đó. Mối quan tâm các ngươi có về tương lai và số phận của mình liên quan đến điều gì? Đó là việc có thể được cứu rỗi để con có thể tồn tại. Các anh chị em khác, các ngươi cũng nói một chút về hiểu biết của mình về tình yêu thuần khiết không tì vết đi. Khi một người có nó, thì không có sự bất khiết đến từ chính bản ngã cá nhân của họ, và họ không bị kiểm soát bởi tương lai và vận mệnh của mình. Bất kể Đức Chúa Trời đối xử với họ thế nào, thì họ vẫn có thể hoàn toàn tuân theo công tác của Đức Chúa Trời cùng những sự sắp đặt của Ngài và đi theo Ngài cho đến tận cùng. Chỉ có loại tình yêu này dành cho Đức Chúa Trời mới là tình yêu thuần khiết và không tì vết. Khi con so sánh bản thân mình với nó, thì con mới phát hiện ra rằng mặc dù con dường như đã dâng mình hoặc gạt bỏ một số thứ nhất định trong vài năm qua tin vào Đức Chúa Trời, nhưng con đã thực sự không thể dâng lòng mình cho Ngài. Khi Đức Chúa Trời phơi bày con cảm thấy mình không thể được cứu và con sống trong một trạng thái tiêu cực. Con thấy bản thân đang thực hiện bổn phận của mình, nhưng đồng thời con cũng đang cố gắng thỏa thuận với Đức Chúa Trời. Con không thể yêu mến Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng mình. Và đích đến, tương lai cùng số phận của con luôn luôn ở trong tâm trí con. Dường như các ngươi đã cảm thụ được một chút về bài thánh ca này và đã có đôi chút liên hệ giữa bài này và trải nghiệm thực tế của các ngươi. Tuy nhiên,
các ngươi có những mức độ chấp nhận khác nhau đối với từng cụm từ trong bài thánh ca tình yêu thuần khiết không tì vết. Một số người nghĩ nó là về sự sẵn lòng. Một số người đang cố gắng gạt bỏ tương lai của họ. Một số người đang cố gắng buông bỏ gia đình mình. Và một số người không tìm cầu nhận bất cứ điều gì. Thậm chí có những người khác đang đòi hỏi bản thân không được lừa dối, không than phiền và không giấy nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn đề nghị loại tình yêu này và yêu cầu mọi người nên yêu mến Ngài theo cách này? Đây có phải là một loại tình yêu mà mọi người có thể đạt được không? Có nghĩa là mọi người có thể yêu theo cách này không? Con người có thể thấy rằng họ không thể, bởi vì họ không sở hữu loại tình yêu này chút nào. Khi con người không sở hữu nó, và khi về căn bản họ không biết về tình yêu, thì Đức Chúa Trời phán những lời này, và những lời này xa lạ đối với họ. Vì con người sống trong thế giới này và trong một tâm tính bại hoại, nếu con người có loại tình yêu này, hoặc nếu một người có thể có được loại tình yêu này, tình yêu mà không có yêu cầu hay đòi hỏi gì, một tình yêu mà có nó, họ sẵn sàng dâng hiến chính mình, chịu đựng đau khổ và từ bỏ mọi thứ họ có. Vậy thì người khác sẽ nghĩ gì về người sở hữu loại tình yêu này? Liệu một người như thế có phải là người hoàn thiện không? Có. Một người hoàn thiện như thế có tồn tại trong thế giới này không? Không, một người như thế không tồn tại, phải không? Loại người này hoàn toàn không tồn tại trong thế giới này, trừ khi họ sống trong chân không. Chẳng phải thế sao? Do đó, một số người, qua những kinh nghiệm của bản thân, dốc hết sức để tự đánh giá mình dựa trên những lời này. Họ đối phó với chính mình, kiềm chế chính mình và họ thậm chí còn liên tục từ bỏ chính mình. Họ chịu đựng đau khổ và khiến bản thân từ bỏ các quan niệm của mình. Họ từ bỏ sự giấy nghịch và những ham muốn cùng nhu cầu của bản thân. Nhưng cuối cùng họ vẫn không thể đạt tiêu chuẩn. Tại sao điều đó xảy ra? Đức Chúa Trời phán những điều này để ban ra một tiêu chuẩn cho mọi người làm theo. Vì vậy, mọi người sẽ biết được tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở họ. Nhưng Đức Chúa Trời có bao giờ phán rằng con người phải đạt được điều này ngay lập tức chưa? Đức Chúa Trời có bao giờ phán trong bao lâu con người phải đạt được điều này chưa? Chưa. Đức Chúa Trời có bao giờ phán rằng con người phải yêu mến Ngài theo cách này chứ? Đoạn này có nói điều đó không? Không, không có. Đức Chúa Trời chỉ phán với con người về tình yêu mà Ngài đang đề cập đến. Về việc con người có thể yêu Đức Chúa Trời theo cách này và đối xử với Đức Chúa Trời theo cách này, thì những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người là gì? Không cần thiết phải đạt được chúng ngay lập tức, bởi vì điều đó sẽ nằm ngoài khả năng của con người. Các ngươi có bao giờ nghĩ về việc con người cần phải đáp ứng những loại điều kiện nào để yêu theo cách này chưa? Nếu con người thường xuyên đọc những lời này, thì họ sẽ dần dần có được tình yêu này không? Không. Vậy thì, điều kiện là gì? Trước tiên, làm thế nào con người có thể không còn nghi ngờ Đức Chúa Trời? Chỉ những người trung thực mới có thể đạt được điều này. Còn về việc không còn lừa dối thì sao? Họ cũng phải là những người trung thực. Còn với một người không còn thương lượng với Đức Chúa Trời thì sao? Đó cũng là một phần trong việc phải là một người trung thực. Còn đối với việc không còn xảo quyệt thì sao? Nói rằng không có sự lựa chọn trong tình yêu có nghĩa là gì? Có phải tất cả những điều này đều trở lại với việc làm một người trung thực không? Có rất nhiều chi tiết ở đây.
việc Đức Chúa Trời có thể phán và định nghĩa loại tình yêu này theo cách này chứng tỏ điều gì? Chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời sở hữu loại tình yêu này không? Có. Các ngươi thấy điều này ở đâu? Trong tình yêu Đức Chúa Trời dành cho con người. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người có điều kiện không? Không. Có những rào cản hoặc khoảng cách nào giữa Đức Chúa Trời và con người không? Không. Đức Chúa Trời có nghi ngờ con người không? Không. Đức Chúa Trời quan sát con người và hiểu con người. Ngài thực sự hiểu con người. Đức Chúa Trời có lừa dối con người không? Không. Vì Đức Chúa Trời nói quá hoàn hảo về tình yêu này, thì tấm lòng của Ngài hoặc thực chất của Ngài cũng có thể hoàn hảo như thế không? Có. Có bao giờ con người định nghĩa tình yêu theo cách này chưa? Trong những hoàn cảnh nào con người đã định nghĩa tình yêu? Con người nói về tình yêu như thế nào? Phải chăng con người không nói về mặt cho đi và dâng hiến trong tình yêu? Đúng. Định nghĩa này về tình yêu quá đơn giản. Nó thiếu thực chất. Định nghĩa của Đức Chúa Trời về tình yêu và cách Ngài phán về tình yêu có liên quan đến một khía cạnh trong thực chất của Ngài. Nhưng đó là khía cạnh nào? Lần trước chúng ta đã thông công về một chủ đề rất quan trọng, một chủ đề mà trước đây con người thường thảo luận. Chủ đề này bao gồm một từ thường được nhắc đến trong quá trình tin nơi Đức Chúa Trời. Tuy vậy, nó là một từ mà mọi người cảm thấy vừa quen vừa lạ. Tại sao ta phán điều này? Đó là một từ xuất phát từ ngôn ngữ của con người. Tuy nhiên, giữa con người, định nghĩa của nó vừa rõ ràng vừa mơ hồ. Từ này là từ gì? Sự thánh khiết. Sự thánh khiết. Đó là chủ đề lần trước chúng ta đã thông công. Chúng ta đã thông công về một phần của chủ đề này. Qua sự thông công lần trước của chúng ta, mọi người có đạt được sự hiểu biết mới mẻ nào về thực chất sự thánh khiết của Đức Chúa Trời không? Khía cạnh nào trong sự hiểu biết này các ngươi xem là hoàn toàn mới mẻ? Nghĩa là điều gì trong sự hiểu biết này hoặc trong những lời đó đã khiến các ngươi cảm thấy rằng hiểu biết của các ngươi về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời khác biệt hoặc bị đổi khác so với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời khi ta phán về nó trong lúc thông công? Các ngươi có bất kỳ ấn tượng nào về điều này không? Đức Chúa Trời phán những điều Ngài cảm nhận trong lòng Ngài. Lời Ngài không bị nhiễm ô. Đây là biểu hiện của một khía cạnh trong sự thánh khiết. Cũng có sự thánh khiết khi Đức Chúa Trời nổi thạnh nộ với con người. Cơn thạnh nộ của Ngài không chỗ trách. Về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, con hiểu rằng có cả sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời lẫn lòng thương xót của Ngài trong tâm tính công chính của Ngài. Điều này đã để lại một ấn tượng rất mạnh mẽ trong con. Trong buổi thông công lần trước của chúng ta, tâm tính công chính của Đức Chúa Trời là độc nhất vô nhị cũng đã được đề cập đến. Con đã không hiểu được điều này trong quá khứ. Chỉ sau khi nghe Đức Chúa Trời thông công, con mới hiểu ra rằng sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời khác với sự giận dữ của con người. Sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời là một điều tích cực và có nguyên tắc. Nó được giáng xuống vì thực chất vốn có của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn thấy điều gì đó tiêu cực và vì vậy Ngài giáng cơn thạnh nộ của Ngài. Đây là điều mà không một loài thọ tạo nào sở hữu. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người đều đã nghe và học được điều gì đó về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, nhiều người thường đồng thời nói về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng tâm tính công chính của Đức Chúa Trời là thánh khiết. Từ thánh khiết chắc chắn không xa lạ với bất kỳ ai. Nó là một từ thường được sử dụng.
Tuy nhiên, liên quan đến ý nghĩa bên trong của từ đó, thì con người có thể nhìn thấy những biểu hiện nào của sự thánh khiết trong Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã mặc khải điều gì để con người có thể nhận ra? Ta e rằng đây là điều mà không ai biết đến. Tâm tính của Đức Chúa Trời công chính. Thế nhưng nếu ngươi lấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và nói rằng nó thánh khiết, thì điều đó có vẻ hơi mơ hồ, hơi lẫn lộn. Tại sao lại thế? Ngươi nói tâm tính của Đức Chúa Trời công chính, hoặc ngươi nói tâm tính công chính của Ngài thánh khiết. Vậy thì trong lòng mình, các ngươi mô tả sự thánh khiết của Đức Chúa Trời như thế nào? Các ngươi hiểu nó như thế nào? Điều đó có nghĩa là điều gì trong những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải, hoặc những gì Ngài có và là, thì con người nhận biết là thánh khiết. Trước đây ngươi đã suy nghĩ về điều này chưa? Điều ta đã nhìn thấy là con người hay buột miệng những từ thường được sử dụng, hoặc có những cụm từ đã được nói đi nói lại. Vậy mà họ thậm chí không biết mình đang nói gì. Đó chỉ là cách nói của mọi người, và họ nói theo thói quen. Vì vậy, nó trở thành một thuật ngữ cố định đối với họ. Tuy nhiên, nếu họ muốn tìm hiểu và thực sự nghiên cứu chi tiết, thì họ sẽ phát hiện ra mình không biết ý nghĩa thực sự là gì, hoặc nó đề cập đến điều gì. Giống như từ thánh khiết, không ai biết chính xác khía cạnh nào trong thực chất của Đức Chúa Trời đang được đề cập có liên quan đến sự thánh khiết của Ngài mà họ nói đến. Và không ai biết làm thế nào để làm cho từ thánh khiết tương hợp với Đức Chúa Trời. Con người đang bối rối trong lòng, và sự nhận biết của họ về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thì mơ hồ và không rõ ràng. Về việc Đức Chúa Trời thánh khiết như thế nào thì không ai hoàn toàn biết rõ. Hôm nay chúng ta sẽ thông công về chủ đề này để làm cho từ thánh khiết tương hợp với Đức Chúa Trời, hầu cho con người có thể thấy được nội dung thực sự của thực chất trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Điều này sẽ ngăn một số người sử dụng từ này một cách bất cẩn và theo thói quen, cũng như phát ngôn bừa bãi khi họ không biết ý nghĩa của chúng, hoặc chúng có đúng và chính xác hay không. Con người luôn luôn nói những điều như thế này. Người nói, họ nói, và như thế nó đã trở thành quen miệng. Điều này vô tình làm giảm giá trị một từ như thế. Nhìn bề ngoài, từ thánh khiết dường như rất dễ hiểu, phải vậy không? Ít nhất con người cũng tin từ thánh khiết có nghĩa là trong sạch, không bị nhơ bẩn, thiêng liêng và thuần khiết. Cũng có những người còn liên tưởng thánh khiết với tình yêu trong bài thánh ca Tình Yêu Thuần Khiết Không Tì Vết mà chúng ta vừa hát xong. Điều này đúng, điều này là một phần trong đó. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là một phần trong thực chất của Ngài, nhưng nó không phải là toàn bộ. Tuy nhiên, trong quan niệm của con người, họ nhìn thấy từ đó và có xu hướng liên tưởng nó với những điều mà chính họ xem là thuần khiết và trong sạch, hoặc với những điều mà bản thân họ nghĩ là không bị nhơ bẩn hoặc không tì vết. Ví dụ, một vài người nói rằng hoa sen sạch sẽ và rằng nó nở hoa nhưng không bị lấm bùn lầy. Thế là con người bắt đầu dùng từ thánh khiết cho hoa sen. Một vài người xem những câu chuyện tình hư cấu là thánh khiết, hoặc họ có thể xem vài nhân vật giả tưởng đáng kính sợ là thánh khiết. Hơn nữa, một vài người xem những con người trong Kinh Thánh hoặc những người khác được ghi lại trong các sách tâm linh như là các thánh đồ, sứ đồ hoặc những người khác đã từng đi theo Đức Chúa Trời trong khi Ngài làm công tác, như họ đã có các kinh nghiệm tâm linh thánh khiết. Tất cả những điều này do con người đã tưởng tượng ra. Chúng là những quan niệm mà con người nắm giữ.
tại sao con người lại nắm giữ những quan niệm như thế này? Lý do rất đơn giản. Chính vì con người sống giữa tâm tính bại hoại và sống trong một thế giới xấu xa và nhơ nhớp. Mọi thứ họ nhìn thấy, mọi thứ họ chạm vào, mọi thứ họ trải qua là sự xấu xa và bại hoại của Satan, cũng như là các âm mưu, đấu đá và chiến tranh xảy ra giữa con người dưới sự ảnh hưởng của Satan. Do đó, ngay cả khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trong con người, và ngay cả khi Ngài phán với họ và mặc khải tâm tính và thực chất của Ngài, thì họ cũng không thể nhìn thấy hoặc biết được sự thánh khiết và thực chất của Đức Chúa Trời. Con người thường nói rằng Đức Chúa Trời thánh khiết, nhưng họ thiếu sự hiểu biết thực sự. Họ chỉ nói ra những lời trỏng tuếch. Bởi vì con người sống giữa sự nhơ nhớp và bại hoại và ở dưới quyền của Satan, cũng như họ không thấy sự sáng, không biết gì về những vấn đề tích cực, và hơn nữa, không biết về lẽ thật, nên không ai thực sự biết thánh khiết nghĩa là gì. Vậy thì có bất kỳ điều thánh khiết hoặc con người thánh khiết nào giữa nhân loại bại hoại này không? Chúng ta có thể khẳng định rằng không, không có, bởi vì chỉ có thực chất của Đức Chúa Trời là thánh khiết. Lần trước, chúng ta đã thông công về một khía cạnh về thực chất của Đức Chúa Trời thánh khiết như thế nào. Điều này mang lại một chút cảm hứng cho con người để có được sự hiểu biết về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, nhưng chưa đủ. Nó không đủ để giúp con người có thể biết đầy đủ về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, mà cũng không đủ để có thể giúp con người hiểu được rằng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là có một không hai. Hơn nữa, nó không đủ để có thể cho con người hiểu được ý nghĩa thực sự của sự thánh khiết, điều được thể hiện đầy đủ trong Đức Chúa Trời. Do đó, điều cần thiết là chúng ta tiếp tục thông công về chủ đề này. Lần trước, chúng ta đã thông công về ba chủ đề. Vậy thì bây giờ, chúng ta nên thảo luận về chủ đề thứ tư. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc đọc Kinh Thánh. Sự cám dỗ của Satan. Matthew chương 4, từ câu 1 đến câu 4. Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-xu đáp: có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Đây là những lời ma quỷ lần đầu tiên đã dùng để cố gắng cám dỗ Đức Chúa Giê-xu. Nội dung của những điều ma quỷ đã nói là gì? Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Những lời mà ma quỷ nói khá đơn giản. Nhưng có vấn đề gì với bản chất của những lời này không? Ma quỷ đã nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng nó biết hay là không biết rằng Giê-xu là con Đức Chúa Trời? Nó biết hay là không biết rằng Ngài là Đấng Christ? Nó biết. Vậy thì tại sao nó nói, nếu ngươi phải là? Nó đang cố gắng cám dỗ Đức Chúa Trời. Nhưng mục đích của nó khi làm vậy là gì? Nó nói, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời. Trong lòng, nó đã biết rằng Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời. Nó rất rõ về điều này trong lòng. Nhưng mặc dù biết điều này, nó có quy phục Ngài và thờ phượng Ngài không? Không. Nó muốn làm gì? Nó muốn sử dụng cách thức này và những lời này để chọc giận Đức Chúa Giê-xu và rồi đánh lừa Ngài hành động theo những ý đồ của nó.
Chẳng phải đây là ý nghĩa đằng sau những lời của quỷ dữ sao? Trong lòng của Satan, nó biết rõ rằng đây là Đức Chúa Giêsu Christ. Tuy nhiên, nó vẫn nói những lời này. Đây chẳng phải là bản tính của Satan sao? Bản tính của Satan là gì? Là quỷ quyệt, xấu xa và không có sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Hậu quả sinh ra từ việc không tôn kính Đức Chúa Trời là gì? Điều tiêu cực nó đang làm ở đây là gì? Chẳng phải là nó đang muốn tấn công Đức Chúa Trời sao? Nó muốn dùng cách thức này để tấn công Đức Chúa Trời. Và vì thế nó nói, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Chẳng phải đây là ý định xấu xa của Satan sao? Thực ra nó đang cố gắng làm gì? Mục đích của nó rất rõ ràng. Nó đang cố gắng dùng cách thức này để phủ nhận vị trí và danh tính của Đức Chúa Giêsu Christ. Điều Satan muốn nói qua những lời đó là, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy biến đá này trở nên bánh. Nếu ngươi không thể làm điều này, thì ngươi không phải là con Đức Chúa Trời. Vậy thì ngươi không nên thực hiện công tác của ngươi nữa. Không phải vậy sao? Nó muốn sử dụng cách thức này để tấn công Đức Chúa Trời. Nó muốn triệt hạ và hủy hoại công tác của Đức Chúa Trời. Đây là ác tâm của Satan. Ác tâm của nó là sự thể hiện tự nhiên bản tính của nó. Mặc dù nó biết Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, chính là sự nhập thể của chính Đức Chúa Trời, nhưng nó không thể không làm cái kiểu này. Bám sát sau lưng Đức Chúa Trời, kiên trì tấn công Ngài và bằng mọi giá làm gián đoạn và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta hãy phân tích cụm từ mà Satan đã nói. Thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Biến đá thành bánh, điều này có ý nghĩa gì không? Nếu có thức ăn, thì tại sao lại không ăn? Tại sao cần phải biến đá thành thức ăn? Có thể nói rằng không có ý nghĩa gì ở đây không? Mặc dù khi đó Ngài đang kiêng ăn, nhưng chắc chắn Đức Chúa Giêsu có thức ăn để ăn không? Ngài có. Vì vậy, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy sự phi lý trong lời nói của Satan. Dẫu cho tất cả sự phản bội và hiểm độc của Satan, thì chúng ta vẫn nhìn thấy sự phi lý và ngớ ngẩn của nó. Satan làm một số điều mà qua đó ngươi có thể nhìn thấy bản tính hiểm độc của nó. Ngươi có thể nhìn thấy nó làm những điều phá hoại công tác của Đức Chúa Trời, và khi nhìn thấy điều này thì ngươi cảm thấy thật đáng ghét và bực tức. Nhưng mặt khác, chẳng lẽ ngươi không thấy một bản chất trẻ con, lố bịch đằng sau những lời nói và hành động của nó sao? Đây là một sự tỏ lộ về bản tính của Satan. Vì nó có loại bản tính này, nên nó sẽ làm loại việc thế này. Đối với con người ngày hôm nay, những lời nói này của Satan thật phi lý và nực cười. Nhưng Satan thực sự có khả năng thốt ra những lời như thế. Chúng ta có thể nói rằng nó ngu dốt và ngớ ngẩn không? Sự xấu xa của Satan ở khắp mọi nơi và nó liên tục được phơi bày. Và Đức Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào? Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Những lời này có quyền năng không? Có. Tại sao chúng ta nói chúng có quyền năng? Chính vì những lời này là lẽ thật. Nào, có phải con người sống chỉ nhờ bánh thôi không? Đức Chúa Giêsu đã kiêng ăn 40 ngày đêm. Ngài có chết đói không? Không. Ngài đã không chết đói. Vì thế Satan đã đến gần Ngài, xúi dục Ngài biến đá thành thức ăn bằng cách nói những điều này. Nếu ngươi biến đá thành thức ăn, chẳng phải ngươi sẽ có cái để ăn sao?
chẳng phải khi đó ngươi sẽ không cần phải kiêng ăn, không phải bị đói sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu đã phán: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Điều này có nghĩa là mặc dù con người sống trong một thân thể xác thịt, nhưng không phải thức ăn làm cho thân thể xác thịt của họ sống và thở, mà nhờ mỗi một lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Một mặt, những lời này là lẽ thật. Chúng cho mọi người đức tin, khiến họ cảm thấy rằng họ có thể tin tưởng vào Đức Chúa Trời và rằng Ngài là lẽ thật. Mặt khác, có khía cạnh thực tế nào trong những lời này không? Chẳng phải Đức Chúa Giêsu vẫn còn đứng, vẫn còn sống sau khi kiêng ăn 40 ngày đêm sao? Đây chẳng phải là một ví dụ thực tế sao? Ngài đã không ăn gì trong 40 ngày đêm, vậy mà Ngài vẫn còn sống. Đây là chứng cớ mạnh mẽ xác nhận lẽ thật của lời Ngài. Những lời này thật đơn giản, nhưng đối với Đức Chúa Giêsu, có phải Ngài phán ra chúng chỉ khi Sa-tăng cám dỗ Ngài, hay chúng vốn dĩ đã là một phần của Ngài? Nói cách khác, Đức Chúa Trời là lẽ thật, Đức Chúa Trời là sự sống, nhưng có phải lẽ thật và sự sống của Đức Chúa Trời là một sự bổ sung về sau không? Có phải chúng được sinh ra từ những kinh nghiệm sau này? Không, chúng vốn có trong Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là lẽ thật và sự sống là thực chất của Đức Chúa Trời. Cho dù chuyện gì xảy ra với Ngài, thì tất cả những gì Ngài mặc khải đều là lẽ thật. Lẽ thật này, những lời này, dù nội dung lời phán dạy của Ngài dài hay ngắn, đều có thể khiến con người được sống và ban cho con người sự sống. Chúng có thể giúp con người đạt được lẽ thật và sự sáng tỏ về con đường sự sống của con người và giúp họ có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nguồn gốc của việc Đức Chúa Trời sử dụng những lời này là tích cực. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng điều tích cực này là thánh khiết không? Có. Những lời của Sa-tan đến từ bản tính của Sa-tan. Sa-tan liên tục tỏ lộ bản tính xấu xa và hiểm độc của nó ở khắp mọi nơi. Nào, Sa-tan có tỏ lộ một cách tự nhiên không? Có ai hướng dẫn nó làm điều này không? Có ai giúp đỡ nó không? Có ai ép buộc nó không? Không. Tất cả những biểu lộ này, nó làm theo ý riêng của nó. Đây là bản tính xấu xa của Sa-tan. Bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời làm và bất kể Ngài làm như thế nào, Sa-tan đều đi theo gót chân Ngài. Thực chất và bản chất thực sự của những điều mà Sa-tan nói và làm là thực chất của Sa-tan, một thực chất xấu xa và hiểm độc. Bây giờ, khi chúng ta đọc tiếp, Sa-tan còn nói điều gì nữa? Chúng ta hãy đọc. Ma-thi-ơ chương 4, từ câu 5 đến câu 7. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chơn ngươi vấp nhầm đá chăng. Đức Chúa Giêsu phán: cũng có lời chép rằng: ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Trước tiên, chúng ta hãy xem những lời Sa-tan đã nói ở đây. Sa-tan nói: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi. Và sau đó nó trích dẫn từ Kinh Thánh: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chơn ngươi vấp nhầm đá chăng. Ngươi cảm thấy thế nào khi nghe những lời của Sa-tan? Chẳng phải chúng rất trẻ con sao? Chúng trẻ con, phi lý và kinh tởm. Tại sao ta phán điều này?
Satan thường làm những điều dại dột và nó tin rằng mình rất thông minh. Nó thường trích dẫn từ Kinh Thánh, ngay cả chính những lời do Đức Chúa Trời phán ra, cố gắng dùng những lời này chống lại Đức Chúa Trời để tấn công Ngài và cám dỗ Ngài, toan đạt được mục tiêu của nó trong việc phá hoại kế hoạch công tác của Đức Chúa Trời. Người có thể nhìn thấy điều gì trong những lời này do Satan nói ra không? Satan nuôi dưỡng những ý định xấu xa. Trong mọi điều Satan làm, nó luôn luôn cố gắng cám dỗ loài người. Satan không nói thẳng, nhưng theo cách vòng vo, sử dụng sự cám dỗ, lôi cuốn và dụ dỗ. Satan tiếp cận cám dỗ Đức Chúa Trời như thể Ngài là một con người bình thường, tin rằng Đức Chúa Trời cũng không biết gì, dại dột và không thể phân biệt rõ nguyên hình của mọi vật, giống như con người không thể làm. Satan nghĩ rằng Đức Chúa Trời và con người giống nhau đều không thể nhìn thấu thực chất của nó và ý định lừa lọc, nham hiểm của nó. Chẳng phải đây là sự dại dột của Satan sao? Hơn nữa, Satan công khai trích dẫn từ Kinh Thánh, tin rằng làm như thế là thêm sự đáng tin và rằng ngươi sẽ không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào trong lời của nó hoặc để tránh bị lừa. Đây chẳng phải là sự lố bịch và trẻ con của Satan sao? Điều này cũng giống như khi con người truyền bá phúc âm và làm chứng về Đức Chúa Trời. Chẳng phải đôi khi những kẻ không tin sẽ nói điều gì đó tương tự như Satan đã nói sao? Các ngươi đã nghe con người nói điều gì đó tương tự chưa? Ngươi cảm thấy thế nào khi nghe những điều như thế? Ngươi có cảm thấy gớm ghiếc không? Có. Khi ngươi cảm thấy gớm ghiếc, ngươi cũng cảm thấy ác cảm và căm ghét phải không? Khi ngươi có những cảm giác này thì ngươi có thể nhận ra rằng Satan và tâm tính bại hoại mà Satan đưa vào con người là xấu xa không? Ngươi có bao giờ nhận ra được điều này trong lòng khi Satan nói nó làm vậy như một sự tấn công và cám dỗ? Lời của Satan vô lý, nực cười, trẻ con và gớm ghiếc. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ nói hoặc làm theo cách ấy, và thực sự Ngài chưa bao giờ làm như vậy. Tất nhiên, trong tình huống này, con người chỉ có thể cảm nhận được nó một cách mờ nhạt và vẫn không thể nắm bắt được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chẳng phải vậy sao? Với vóc dạc hiện tại của mình, các ngươi chỉ đơn thuần cảm thấy rằng mọi điều Đức Chúa Trời nói là lẽ thật, có lợi cho chúng con và chúng con phải chấp nhận nó. Bất kể các ngươi có thể chấp nhận điều này hay không, các ngươi nói không có ngoại lệ rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật và Đức Chúa Trời là lẽ thật. Nhưng ngươi không biết rằng chính lẽ thật là thánh khiết và Đức Chúa Trời là thánh khiết. Vậy thì, sự đáp trả của Giê-xu cho những lời này của Sa-tan là gì? Giê-xu phán với nó, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Trong những lời mà Giê-xu phán, có lẽ thật không? Có. Có lẽ thật trong đó. Bề ngoài, những lời này là một điều răn để con người làm theo, một câu từ đơn giản. Nhưng dù vậy, cả con người lẫn Satan đều thường vi phạm những lời này. Vì thế, Đức Chúa Giê-xu đã phán với Satan, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Bởi vì đây là điều Satan thường làm, cố gắng cật lực khi làm điều đó. Có thể nói rằng, Satan đã làm điều này một cách trơ trẽn và không biết xấu hổ. Trong bản tính thực chất của Satan, nó không sợ Đức Chúa Trời và không tôn kính Đức Chúa Trời ở trong lòng. Ngay cả khi Satan đứng cạnh Đức Chúa Trời và có thể nhìn thấy Ngài, nó cũng không thể không thử Đức Chúa Trời. Do đó, Đức Chúa Giê-xu đã phán với Satan,
ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đây là những lời Đức Chúa Trời thường phán với Sa-tăng. Vậy thì, có thích hợp để áp dụng câu từ này trong thời đại ngày nay không? Có, vì chúng con cũng thường thử Đức Chúa Trời. Tại sao con người thường thử Đức Chúa Trời? Có phải là vì con người đầy tâm tính Sa-tăng bại hoại không? Phải. Vậy những lời trên của Sa-tăng là những điều con người thường nói phải không? Và trong những tình huống nào con người nói những lời này? Người ta có thể nói rằng con người đã và đang nói những điều như thế bất kể thời gian và địa điểm. Điều này chứng tỏ rằng tâm tính của con người không khác gì tâm tính bại hoại của Sa-tăng. Đức Chúa Giê-xu đã phán một vài lời đơn giản, những lời đại diện cho lẽ thật, những lời mà con người cần. Tuy nhiên, trong tình cảnh này, có phải Đức Chúa Giê-xu đang phán theo cách như vậy để tranh luận với Sa-tăng không? Có điều gì mang tính chất đối đầu trong những điều Ngài phán với Sa-tăng không? Không. Đức Chúa Giê-xu cảm thấy thế nào về sự cám dỗ của Sa-tăng trong lòng Ngài? Có phải Ngài cảm thấy gớm ghiếc và kinh tởm không? Phải. Đức Chúa Giê-xu cảm thấy kinh tởm và gớm ghiếc. Tuy vậy, Ngài đã không tranh cãi với Sa-tăng và Ngài lại càng không nói về bất kỳ nguyên tắc lớn lao nào cả. Tại sao vậy? Bởi vì Sa-tăng luôn luôn là như vậy. Nó không bao giờ có thể thay đổi. Có thể nói rằng Sa-tăng không bị tác động bởi lý trí không? Có. Sa-tăng có thể nhận ra rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật không? Sa-tăng sẽ không bao giờ nhận ra rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật và sẽ không bao giờ thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật. Đây là bản tính của nó. Tuy nhiên, vẫn còn một khía cạnh khác trong bản tính của Sa-tăng rất là kinh tởm. Đó là gì? Trong sự nỗ lực của mình để thử Đức Chúa Giê-xu, Sa-tăng đã nghĩ rằng dù không thành công, nhưng nó vẫn sẽ cố làm như thế. Mặc dù nó sẽ bị hành phạt, nó cũng chọn thử làm bằng mọi giá. Mặc dù nó sẽ không có lợi gì khi làm như thế, nhưng nó sẽ cố gắng, dai dẳng ráng sức và chống lại Đức Chúa Trời cho đến tận cùng. Đây là loại bản chất gì vậy? Chẳng phải là xấu xa sao? Nếu một người trở nên tức điên lên và nổi cơn thịnh nộ khi Đức Chúa Trời được nhắc đến, họ đã thấy Đức Chúa Trời chưa? Họ có biết Đức Chúa Trời là ai không? Họ không biết Đức Chúa Trời là ai, không tin vào Ngài, và Đức Chúa Trời chưa phán với họ. Đức Chúa Trời chưa bao giờ làm phiền họ, vậy tại sao họ lại tức giận? Chúng ta có thể nói rằng người này xấu xa không? Các xu hướng đang thịnh hành, ăn, uống, tìm kiếm thú vui và theo đuổi người nổi tiếng, không gì trong số này sẽ làm phiền một con người như thế. Tuy nhiên, ngay khi đề cập đến từ Đức Chúa Trời hay đến lẽ thật lời Đức Chúa Trời là họ liền nổi cơn thịnh nộ. Chẳng phải điều này được xem là có một bản tính xấu xa sao? Điều này đủ để chứng minh rằng đây là bản tính xấu xa của con người. Bây giờ, các ngươi tự nói xem, có những lúc khi lẽ thật được đề cập đến hoặc khi những thử luyện của Đức Chúa Trời trong loài người hoặc lời phán xét của Đức Chúa Trời đối với con người được đề cập đến, người cảm thấy có ác cảm, người cảm thấy kinh tởm và người không muốn nghe những điều như thế không? Lòng người có thể nghĩ, chẳng lẽ tất cả mọi người đều nói rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật sao? Một vài lời trong những lời này không phải lẽ thật. Chúng rõ ràng chỉ là những lời khuyên răn của Đức Chúa Trời đối với con người. Một vài người thậm chí còn có thể cảm thấy một ác cảm mạnh mẽ trong lòng họ và nghĩ, điều này được nói đến mỗi ngày. Những thử luyện của Ngài, sự phán xét của Ngài,
khi nào nó sẽ kết thúc đây? Khi nào chúng ta sẽ nhận được đích đến tốt đẹp đây? Không biết được sự tức giận vô lý này đến từ đâu. Đây là loại bản tính gì? Bản tính xấu xa. Nó bị chi phối và dẫn dắt bởi bản tính xấu xa của Satan. Từ góc độ của Đức Chúa Trời, liên quan đến bản tính xấu xa của Satan và tâm tính bại hoại của con người, Ngài không bao giờ tranh cãi hoặc giữ mối hận thù với con người, và Ngài không bao giờ làm ầm lên khi con người hành động ngu ngốc. Người sẽ không bao giờ thấy Đức Chúa Trời giữ quan điểm về mọi việc tương tự quan điểm của con người. Và hơn nữa, người sẽ không thấy Ngài sử dụng quan điểm, kiến thức, khoa học, triết học hoặc sự tưởng tượng của loài người để xử lý các vấn đề. Thay vào đó, mọi thứ Đức Chúa Trời làm và mọi điều Ngài mặc khải đều liên quan đến lẽ thật. Tức là, mỗi lời Ngài phán và mỗi hành động Ngài thực hiện đều gắn với lẽ thật. Lẽ thật này không phải là một sản phẩm của sự tưởng tượng vô căn cứ nào đó. Lẽ thật này và những lời này được Đức Chúa Trời bày tỏ bởi thực chất của Ngài và sự sống của Ngài. Bởi vì những lời này và thực chất của mọi việc Đức Chúa Trời làm đều là lẽ thật, nên chúng ta có thể nói rằng thực chất của Đức Chúa Trời là thánh khiết. Nói cách khác, mọi điều Đức Chúa Trời phán và làm đều mang lại sức sống và sự sáng cho con người, cho con người có thể nhìn thấy những điều tích cực và hiện thực của những điều tích cực đó, cũng như chỉ đường cho nhân loại để họ có thể đi đúng hướng. Những điều này đều được quyết định bởi thực chất của Đức Chúa Trời và bởi thực chất trong sự thánh khiết của Ngài. Giờ thì các ngươi đã nhìn thấy điều này, đúng vậy không? Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục đọc một phân đoạn kinh thánh khác. Matthew chương 4, từ câu 8 đến câu 11. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Quỷ Satan, sau khi đã thất bại trong hai thủ đoạn trước đây của nó, vẫn thử một trò khác. Nó chỉ cho Đức Chúa Giêsu tất cả các nước trên thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy và yêu cầu Ngài thờ lạy nó. Người có thể thấy được điều gì về những nét đặc trưng thực sự của ma quỷ từ tình cảnh này? Có phải quỷ Satan hoàn toàn không biết xấu hổ không? Phải. Nó không biết xấu hổ thế nào? Vạn vật đều được Đức Chúa Trời tạo dựng nên, vậy mà Satan lại quay ngược lại và chỉ cho Đức Chúa Trời thấy vạn vật, nói rằng: hãy nhìn của cải và sự vinh hiển của tất cả các nước này. Nếu ngươi thờ lạy ta, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đây chẳng phải là hoàn toàn đổi ngược vai trò sao? Chẳng phải Satan không biết xấu hổ sao? Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi vật, nhưng Ngài có tạo ra mọi vật vì sự hưởng thụ của riêng Ngài không? Đức Chúa Trời đã ban mọi thứ cho loài người, vậy mà Satan lại muốn thâu tóm tất cả, và sau khi đã thâu tóm tất cả, nó nói với Đức Chúa Trời: hãy thờ lạy ta. Hãy thờ lạy ta, rồi ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này. Đây là bộ mặt xấu xa của Satan. Nó hoàn toàn không biết xấu hổ. Satan thậm chí còn không biết ý nghĩa của từ xấu hổ là gì. Đây chỉ là một ví dụ khác về sự xấu xa của nó. Nó thậm chí cũng không biết xấu hổ là gì. Satan biết rõ ràng rằng
Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn vật và rằng Ngài quản lý và thống trị muôn vật. Muôn vật không thuộc về con người, càng không thuộc về Sa-tan, mà thuộc về Đức Chúa Trời. Vậy mà quỷ Sa-tan đã trơ trẽn nói rằng nó sẽ cho Đức Chúa Trời mọi sự. Chẳng phải đây là một ví dụ khác về việc Sa-tan một lần nữa lại hành động một cách ngu ngốc và không biết xấu hổ sao? Điều này khiến Đức Chúa Trời càng ghét Sa-tan hơn, phải không? Tuy nhiên, dù Sa-tan có cố gắng làm gì, thì Đức Chúa Giê-xu có bị lừa không? Đức Chúa Giê-xu đã phán điều gì? Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Những lời này có ý nghĩa thực tế không? Có. Loại ý nghĩa thực tế nào? Chúng ta thấy sự xấu xa và không biết xấu hổ của Sa-tan trong phát ngôn của nó. Vậy thì nếu con người thờ lạy Sa-tan thì kết quả sẽ ra sao? Họ sẽ có được của cải và sự vinh hiển của tất cả các nước không? Không. Họ sẽ có được gì? Liệu loài người có trở nên không biết xấu hổ và nực cười như Sa-tan không? Có. Rồi thì họ sẽ không khác gì Sa-tan. Do đó, Đức Chúa Giê-xu đã phán những lời này. Điều quan trọng cho mỗi một con người: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Điều này có nghĩa là ngoại trừ Chúa, ngoại trừ chính Đức Chúa Trời, nếu ngươi hầu việc một ai khác, nếu ngươi thờ lạy quỷ Sa-tan, thì ngươi sẽ đắm mình trong sự nhơ nhớp như Sa-tan. Sau đó ngươi sẽ dự phần với sự không biết xấu hổ của Sa-tan và sự xấu xa của nó. Và giống y như Sa-tan, ngươi sẽ thử Đức Chúa Trời và tấn công Đức Chúa Trời. Vậy thì kết cục dành cho ngươi sẽ là gì? Ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời ghê tởm, bị Đức Chúa Trời đánh gục và bị Đức Chúa Trời hủy diệt. Sau khi Sa-tan đã thử Đức Chúa Giê-xu vài lần mà không thành công, nó có thử lại không? Sa-tan không thử lại và sau đó nó đã bỏ đi. Điều này chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ rằng bản tính xấu xa của Sa-tan, sự hiểm độc của nó và sự ngu ngốc và phi lý của nó thậm chí còn không xứng đáng đề cập đến trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đã đánh bại Sa-tan chỉ với 3 câu. Sau đó nó chạy cong đuôi, giấu mặt vì quá xấu hổ và không bao giờ thử Đức Chúa Giê-xu nữa. Vì Đức Chúa Giê-xu đã đánh bại sự cám dỗ này của Sa-tan, nên bây giờ Ngài có thể dễ dàng tiếp tục công tác Ngài phải làm và các nhiệm vụ đặt ra trước Ngài. Mọi điều Đức Chúa Giê-xu làm và phán trong tình cảnh này có mang vài ý nghĩa thực tế cho mỗi một con người nếu nó được áp dụng cho ngày nay không? Có. Loại ý nghĩa thực tế nào? Việc đánh bại Sa-tan có phải là điều dễ làm không? Con người phải có một sự hiểu biết rõ ràng về bản tính xấu xa của Sa-tan không? Có. Khi ngươi trải qua sự cám dỗ của Sa-tan trong đời sống của chính mình, nếu ngươi có thể nhìn thấu bản tính xấu xa của Sa-tan, chẳng lẽ ngươi không thể đánh bại nó sao? Nếu ngươi biết về sự ngu ngốc và phi lý của Sa-tan, liệu ngươi còn đứng về phía Sa-tan và tấn công Đức Chúa Trời không? Nếu ngươi hiểu được sự hiểm độc và không biết xấu hổ của Sa-tan được tỏ lộ qua ngươi như thế nào, nếu ngươi nhận ra và hiểu những điều này một cách rõ ràng, liệu ngươi có còn tấn công và thử Đức Chúa Trời theo cách này không? Không, chúng con sẽ không làm thế. Ngươi sẽ làm gì? Chúng con sẽ giấy nghịch chống lại Sa-tan và gạt bỏ nó. Đó có phải là một việc dễ làm không? Nó không dễ dàng. Để làm điều này, con người phải thường xuyên cầu nguyện. Họ phải thường đặt mình trước Đức Chúa Trời và tự xem xét mình. Và họ phải để sự sửa dạy của Đức Chúa Trời và sự phán xét cùng hình phạt của Ngài giáng trên họ. Chỉ bằng cách này,
thì con người mới dần dần giải thoát chính mình khỏi sự lừa dối và kiểm soát của Satan. Bây giờ, bằng cách xem xét tất cả những lời này của Satan, chúng ta sẽ tóm tắt những điều tạo nên thực chất của Satan. Trước tiên, nói chung thực chất của Satan có thể nói là xấu xa, trái ngược với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tại sao ta nói rằng thực chất của Satan là xấu xa? Để trả lời câu hỏi này, con người phải xem xét hậu quả của những gì Satan làm với con người. Satan làm bại hoại và kiểm soát con người, và con người hành động theo bản tính bại hoại của Satan, sống trong một thế giới của những con người đã bị Satan làm cho bại hoại. Loài người vô tình bị Satan chiếm hữu và đồng hóa. Do đó, con người có tâm tính bại hoại của Satan. Đó chính là bản tính của Satan. Từ mọi điều Satan đã nói và làm, người có nhìn thấy sự kiêu ngạo của nó không? Người có thấy sự lừa dối và hiểm độc của nó không? Sự kiêu ngạo của Satan chủ yếu được bộc lộ như thế nào? Có phải Satan luôn luôn nuôi khao khát chiếm vị trí của Đức Chúa Trời không? Satan luôn luôn muốn triệt phá công tác của Đức Chúa Trời và vị trí của Đức Chúa Trời và chiếm cho riêng mình để con người sẽ đi theo, ủng hộ và thờ lạy Satan. Đây là bản chất kiêu ngạo của Satan. Khi Satan làm bại hoại con người, nó có trực tiếp nói với họ điều họ nên làm không? Khi Satan thử Đức Chúa Trời, nó có lộ ra và nói rằng: "Ta đang thử ngươi, ta sẽ tấn công ngươi không?" Tuyệt đối không. Vậy thì Satan sử dụng cách thức gì? Nó dụ dỗ, cám dỗ, tấn công, gài bẫy và thậm chí còn trích dẫn Kinh Thánh. Satan nói và hành động theo nhiều cách khác nhau để đạt được những mục tiêu nham hiểm và hoàn thành những ý định của mình. Sau khi Satan đã làm điều này, điều gì có thể thấy được qua những gì được biểu hiện ở con người? Chẳng phải con người cũng trở nên kiêu ngạo sao? Con người đã chịu đựng sự bại hoại của Satan trong hàng ngàn năm, và vì thế con người đã trở nên kiêu ngạo, gian dối, hiểm độc và mất hết lý trí. Tất cả những điều này đều do bản tính của Satan mang lại. Vì bản tính của Satan xấu xa, nên nó đã mang lại cho con người bản tính xấu xa này và mang đến cho con người tâm tính bại hoại, xấu xa. Do đó, con người sống dưới tâm tính Satan bại hoại và, giống như Satan, con người chống đối Đức Chúa Trời, tấn công Đức Chúa Trời và thử Ngài đến nỗi con người không thể thờ lạy Đức Chúa Trời và không có tấm lòng tôn kính Ngài.